Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 553 của bộ truyện thiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vừa nghe mấy câu nói như vậy, Phạm Kiếm Nhân lúc này rốt cuộc cũng run lên, không có cách nào bình tĩnh được nữa. 20 năm qua, ngay cả tay hôn thê của hắn, hắn cũng không thể nắm lấy. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy vị hôn thê của mình cao quý vô song, trong lòng càng thêm ưa thích. Thế nhưng Phạm Kiếm Nhân thật không ngờ, hóa ra vị hôn thê của mình đã sớm là nữ nhân của người khác, lại là nữ nhân của Lục Thiêu Du mà hắn thống hận nhất, lại là chuyện trước khi đính hôn. Khó tranh mươi năm này, ngay cả tay của nàng, hắn cũng chưa từng là nắm được. Nhớ tới tất cả mọi chuyện, Phạm Kiếm Nhân lập tức tan nát cõi lòng, khí huyết cuồn cuộn, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, một ngụm báo tươi đỏ thấm trong miệng phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thực lực mới là tất cả sao? Lục Tư Du nhìn Phương Thải Y, cảm thán nói, ta sẽ dùng phương thức của ta, nói cho người biết kết quả cuối cùng. Vừa dứt lời, Lục thư Du lập tức nhấc chân, một cước hung hăng dẫm nát khuôn mặt của phạm kiếm nhân dưới mặt đất trong mắt tràn ngập hàn ý thiếu du thả hắn đi đi người giết hắn thiên thủy môn sẽ không bỏ qua cho ngươi nhìn lục thiếu du khóe mắt của phương thải y có nước mắt chảy xuống đôi má vô minh thế giới là trung tâm của vô minh tiểu thiền thế giới cũng là địa phương phồn hoa nhất trong vô minh tiểu thiền thế giới là trung tâm của mậu dịch trong cả vô minh tiểu thiền thế giới chỉ có nơi này là có đường hầm không gian đi thông tới tất cả tiểu thế giới khác. Ở nơi này cũng có đường hầm thế giới đi thông tới vô sắc trùng thiền thế giới. Vô minh thế giới chính là nơi phổn hoa nhất trong cả vô minh tiểu thiền thế giới. Năng lượng thiền địa cũng là nơi nồng nặc nhất trong cả vô minh tiểu thiền thế giới. Cũng là nơi cần trung thiên thế giới nhất. Vạn thế đối quyết một ngàn năm một lần là một lần thi đấu giữa tất cả các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiền thế giới. Tất cả những người trẻ tuổi đỉnh phong của các tiểu thế giới tiến vào trong hoang vùng mật địa. Năm người đi ra đầu tiên chính là người chiến thắng, đại biểu cho cả vô minh tiểu thiền thế giới tiến vào trong vô sắc trùng thiền thế giới tham dự vòng tiếp theo. Bao nhiêu năm qua, trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, dường như chưa có ai có thành tích tốt ở trùng thiền thế giới. Nhưng mà, điều này cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người chờ mong. Có lẽ có thể đại biểu cho vô minh tiểu thiền thế giới tranh đoạt danh tiếng ở bên ngoài, đối với mọi người mà nói cũng là một chuyện vô cùng trọng đại. Phải biết rằng, vạn thế đối quyết này, nếu như có người tỏa sáng trong trung thiên thế giới, thì cả tiểu thiền thế giới của người đó sau này đi ra ngoài sẽ vô cùng có mặt mũi. Gần đây, tất cả mọi chuyện trong vô minh thế giới cũng không rời khỏi chủ đề vạn quyết đối quyết Thế nhưng, đề tài của tất cả mọi người trong cửu điếm cũng chính là vấn đề vạn thế đối quyết này. Đám người hiểu chuyện, còn có không ít người thầm suy đoán qua một chút về năm người chiến thắng. Thậm chí còn có người vì chuyện này mà tranh luận kịch liệt, nước miếng vằng tùng tóe. Đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Có không ít hiệu buồn, cửa hàng ở khắp nơi đã bắt đầu lên tiếng mở đặt cược. Tư liệu của tất cả người của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đều được bọn họ đề cập kỹ càng. Tỷ lệ đặt cược của một người cũng vô cùng rõ ràng. Tu vi thực lực, thời gian tu luyện dài ngắn đều rõ. Đương nhiên, cũng có không ít người không rõ thời gian tu luyện, thực lực không rõ, thân phận cũng không phải là quá rõ ràng. Người các chủ điếm cũng đã sớm sắp xếp tỷ lệ đặt cược. Bây giờ, người có số lượng đặt cược nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là năm người sau. Thứ nhất, rõ ràng là Phạm Kiếm Nhân, sau đó là vương thải y hướng đông đông mà ngay cả danh tự của tôn oánh oánh cũng nằm bên trong mặt khác còn có hai người nữa những người này đều có tu vi đạt tới thông thiền cảnh những nhân vật có thực lực cao nhất đương nhiên sẽ được người ta đặt vào nhiều nhất chỉ đạt tỷ lệ đặt cược lại không cao vô mình thế giới dù sao cũng là trung tâm bậu dịch của cả vô mình tiểu thiền thế giới kẻ có tiền cũng không ít mỗi một lần vạn thế đối quyết xảy ra cũng không có ít người hào phóng đánh cược. Một khi ra tay là trăm ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Nghe nói trước đây thật lâu, còn xuất hiện có một người đặt 5.000 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. tuyệt đối là người hào phóng nhất, phá vỡ các ghi chép, khiến cho người ta hãi hùng kiếp vía. Chỉ là cuối cùng, người này lại thua, khiến cho thương hội được người này đặt cược, tuy rằng thắng cũng hãi hùng kiếp vía. Chỉ là cuối cùng thương hội này lại phát tài, Năm ngàn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm ở trong tiểu thiền thế giới tuyệt đối là một khoản tài phú lớn. Nhưng mà lúc này, ngày mấy ngày trước đây, trong tất cả các thương hội của vô minh tiểu thiền thế giới đều thu được một đơn đặt hàng đặt cược cực kỳ lớn. Với mới nhận được khoản tiền đặt cược này, tất cả các thương hội lớn đều phong tỏa tin tức. Chủ yếu là số tiền quá lớn, cơ hội tất cả thương hội đều hãi hùng khiếp phía. Người tiếp nhận đơn đặt cược này sau khi nhìn thấy con số thiếu chút nữa không đi nổi. Đương nhiên, dù phong tỏa tin tức thế nào cũng sẽ rò rỉ ra. Nghe nói, có nhiều đặt cược lớn như vậy, lập tưng có người hỏi thăm ra, cuối cùng cũng đặt theo một ít. Người khác mua nhiều như vậy, đương nhiên phải có sự chắc chắn. Lập tưng tất cả các thường hội phái người ra âm thầm tìm hiểu tin tức của ba người. Ba người này theo thứ tự là Lục Thiêu Du, Kim Viên, Thái A. Chỉ là thứ mà tất cả các thương hội tra ra được cũng chỉ là việc ba người này tới từ vạn cổ thế giới mà thôi. Cuối cùng Thái A lại như không có tin tức gì, giống như lần đột nhiên xuất hiện. Tất cả thương hội đều cấp tốc phái người tới vạn cổ thế giới điều tra. Thế nhưng đều có đi mà không có về, không có chút tin tức nào truyền đại. Những tin tức này âm thầm truyền ra. Người biết rõ tin tức lập tức đặt cược vào ba người này không ít. Tỷ lệ đặt cược của ba người này từ một bồi một ngàn ký trước lập tức tăng vọt tới một bồi một khiến cho đám người đặt sau này không khỏi dò dự. Vô mình thế giới, thành thiên thủy, có diện tích bao la khôn cùng, số lượng người trong thành ước chừng trăm ức. Quảng trường thiên thủy ở ngay giữa thành thiên thủy, quảng trường bao la đủ để dung nạp hơn ngàn vạn người, có thể tưởng tượng ra sự đồ sộ của nó như thế nào. Thế nhưng lúc này, quảng trường thiên thủy thành có thể dung nạp hơn ngàn vạn người, lại có mấy ngàn vạn người chật ních đứng đó. Trên từng kiến trúc cao cao phía xa cũng có vô số người đang đứng. Tiếng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ, tạo thành tiếng gầm quanh quẩn trên không trung. Hôm nay chính là thời gian của đám người trẻ tuổi của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đi ra khỏi hoang vùng bật địa đã sớm được cường giả của hai minh cải tạo qua, đồng thời cũng bố trí cấm chế lợi hại. Đến lúc đó, chỉ cần năm người đầu tiên nhận được ngọc giản không gian, chỉ cần bóp nát là có thể trực tiếp xuất hiện trên quảng trường này. Sau khi năm người này xuất hiện, những người khác cung bị đẩy ra khỏi hoang vùng vật địa, cuối cùng cũng xuất hiện trong quảng trường này. Dựa theo lệ cũ những năm qua, mấy ngàn người tiến vào trong hoang vùng vật địa, sợ rằng số lượng người đi ra ngoài không được 2 phần 3, người vẫn lạc bên trong không phải là ít. Trên quảng trường, trên mấy chiếc ghế tựa đã sớm có gần 2.000 người ngồi đó. Người có thể ngồi trên này đều là người cầm đầu của các tiểu thế giới trong vùng mình tiểu thiền thế giới ngồi đầu tiên rõ ràng là phạm sàm của thiên thủy môn đảo chủ hướng gia bảo hướng vấn thiên và các chủ hồng linh các tôn cao mộc lúc này ngồi ở bên cạnh hướng vấn thiên kia có thể ngồi ở vị trí đầu tiên khiến cho tôn cao mộc có cảm giác được sùng ái mà lo sợ những năm qua dùng địa vị của vạn cổ thế giới trong vô minh tiểu thiền thế giới cũng không thể nhận được đãi ngộ bực này không xếp ở cuối cùng coi như đã tốt lắm rồi đương nhiên. Tôn Cao Mộc ngồi bên cạnh hướng Vân Thiên, cũng không có ai dám nói gì. Lần này như nữ tôn oánh oánh của Tôn Cao Mộc lại có tu vi thông thiên cảnh. Tôn Cao Mộc kia lại chính là huyết mạch của Tôn Gia trong vô sắc thế giới, địa vị không hề tầm thường. Tôn Gia ở trong vô sắc trùng thiền thế giới cũng có tiếng tầm lượng lấy. Huống chi, Hồng Linh Các cũng là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh. Nghe nói Tôn Cao Mộc và hướng vấn tiền lại đà thông gia như vậy. Công đại tất cả những thứ này khiến cho tôn cao mộc ngồi bên trên, đầu cũng không có ai dám dị nghị. Phạm đường chủ, năm người lần này đi ra, sợ rằng kiếm nhân hiền chất, nhất định sẽ đoạt được quán quân. Trên khán đài, hướng vân thiên mỉm cười, nói với Phạm Sàm, cách đó không xa. Ánh mắt của Phạm Sàm vẫn luôn biến ảo bất định, nghe vậy khuôn mặt không khỏi mỉm cười mà nói. Hướng đường chủ quá khen rồi, tiền trùng hiền chất mới có khả năng đạt được vị trí đầu tiên vừa dứt lời phạm sàm nhìn tôn cao mộc nói tôn chấp sự không biết phương chấp sự của thải hồng cốc lần này sao lại không tới ta phái người tiến tới đó cũng không có tin tức gì vậy tôn cao mộc nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi mà nói phạm đường chủ ta cũng không biết có lẽ lần này chiến thiên liên minh không có ai chiến thắng đều là người vạn thiên liên binh cho nên là phương chấp sự cảm thấy mất mặt cho nên mới không tới không có khả năng sắc mặt của phạm sàm vô cùng âm trầm lại nói cho dù phương trí thành không tới sư đệ đỗ lộc của ta cũng phải trở về vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bóng dáng của hắn đỗ lộc đã sớm chết rồi ta biết đi đâu tìm ngươi bây giờ tôn cao mộc thẩm nói một tiếng sắc mặt khẽ biến nhìn phạm sản nói tiếp phạm đường chủ ngươi có ý gì chẳng lẽ ta còn phải trông người chiến tiên liên binh ngươi hay sao người tiên thủy buồn người không thấy thì ngươi lại tới tìm ta ngươi tìm nhầm người rồi <laughs> chuyện này tuyệt đối có quan hệ với ngươi. Trong bốn người ngươi mang tới, một người là nhi tử của Kim Trường, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên, nhất tộc. Còn có một người là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du này chính là phản đồ của Thải Hồng Cốc 20 năm trước đây. Tại sao lại là người của Vạn Thiên Điên binh các ngươi chứ? Hồng Linh, các ngươi không có vấn đề gì chứ? Tốt nhất ngươi nên nói mau. Trong vạn cổ thế giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Sam trầm giọng nói, ánh mắt ầm trầm nhìn thẳng về phía tôn cao mộc. Trong vạn cổ thế giới xảy ra chuyện gì, sao người không tự mình đi xem đi? Hỏi ta làm cái gì? Người tìm nhầm người rồi. Về phần hồng linh các của bọn ta, tìm người vào tham dự vạn thế đối quyết. Chỉ cần là phù hợp điều kiện, người khác không cần phải xen vào, không bượn phạm đường chủ tốn tâm tư. Cầm bào trên người tôn cao mộc run lên, đối chọi cay gắt. Hai người đối chọi cay gắt, lập tức thu hút không ít ánh mắt chung quanh. Hướng Vân Thiền hò khàn một tiếng, nhìn về phía phạm sàm, ánh mắt âm trầm một chút, lại nói, Phạm Đường Chủ, vạn cổ thế giới có chuyện gì, người nên đi trà rõ ràng rồi nói sau. Lại nói, đó là chuyện của vạn thiên liên minh ta, không cần Phạm Đường Chủ quan tâm. Hừm, nếu như xảy ra chuyện gì, tới lúc đó, các người cứ chờ xem. Phạm Sam căm hận quát lên một tiếng, có hướng vấn thiên ở đây, hắn cũng không dám làm thế nào. Động tĩnh trong vạn cổ thế giới, sư đệ đỗ lộc một đi không trở về, mấy lần phái người tới vạn cổ thế giới thăm dò tin tức cũng không trở về. Tăng thêm lục thiêu du xuất hiện, những ngày này, trong lúc bơ hồ, lòng của hắn có một loại dự cảm không hay. Thiên thủy bồn khó dây vào đây, không biết lục đại nhân có sắp xếp hậu chiêu hay không, thế nhưng tuyên cổ điện cũng không phải dễ trêu vào. Vẻ mặt của tôn cao mộng trở lại bình thường, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lục thiếu du, phạm sam âm trầm ngồi xuống, hắn đi trong mắt bắn ra trong lòng hắn lúc này đã âm thầm quyết định. Chỉ cần lục tiêu du này vừa mới ra, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết, tuyệt đối không để giữ lại lục tiêu du này. Kiếm nhân ở trong hoàng vùng bật địa, có lẽ cũng đã đánh chết lục tiêu du này. Tóm lại, tuyệt đối không thể giữ lại lục tiêu du. Trong hoàng vùng đại điện, xảy ra biến cố như vậy, nhìn phạm kiếm nhân bị lục tiêu du dẫm nát dưới chân, vổ số ánh mắt biến ảo, không khỏi đùi về phía sau mấy bước, Ai cũng biết thực lực của mấy người kia quá mạnh, ở đây không ai có thể trêu chọc. Lúc này cả quảng trường run lên, hoang vu đại điện lay động, cấm chế được bố trí chung quanh đại điện rùng động, bên trên có dấu hiệu rạn nứt. Cấm chế sắp mở ra, nhanh cướp lấy ngọc giản không gian. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, tồn oánh oánh, hướng tiền trùng, tình quang trong mắt mọi người chợt lóe, khí tức trên người chấn động. Cấm chế triệt để nghiền nát, một mảng lớn cấm chế nứt vỡ, ngày sau đó trong hoàng vu đại điện năm đoàn quang mang bằng năng lượng bao phủ nằm quanh ngọc giản cùng với một quả đan dược nhanh như thiểm điện lướt đi tiếp đó hiện lên rõ một một trên không trung sông lên đó là ngọc giản không gian thu được ngọc giản không gian là chiến thắng màu ra tay đám người phía dưới bạo động từng cỗ khí tức bàng bạc tuôn ra chỉ một thoáng từng đạo thân ảnh giống như bụi tên phóng về phía nam đoàn quang mang bằng năng lượng trên không trung không gian run rẩy cả không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun một cỗ khí tức linh hồn mênh mông chấn động lan tràn ra dưới cỗ khí tức linh hồn này cơ hồ tất cả những người tới gần cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt giống như linh hồn trong đầu đang bị thiêu đốt trong chốc lát trong những người vừa phóng lên trời người có tu vi thấp một chút trực tiếp giống như chìm gãy cánh nặng nề từ trên không trung đập xuống mặt đất linh hồn lực thật mạnh giữa không trung hai người hướng tiền trùng và tôn oánh oánh phóng lên trời cao thế nhưng khi thân ảnh vừa mới tiếp cận thì lại khó có thể tiến lại gần linh hồn lực mênh mông kia khuếch tán ra khiến cho giữa không trung không có ai dám tiến lên nửa bước hai người hướng tiền trùng và tôn oánh oánh coi như là hai người tới gần nhất thế nhưng cũng khó có thể chạm vào đoàn quang mang chứa ngọc giản không gian ở bên trong dưới uy áp linh hồn mênh mông kia linh hồn hai người run rẩy không ngớt càng tới gần càng khủng bố trong giây lát, một đạo thân ảnh gầy gò phá không xuất hiện, trực tiếp phát tay, bốn đoàn quang mang bằng năng lượng trực tiếp bị người này nắm vào trong tay. Thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy xuống. Là hắn! Tôn oanh oánh, oánh ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh gầy gò kia, còn mắt bỗng nhiên biến sắc. Đạo thân ảnh này rời đi, khí tức linh hồn nóng bỏng, mênh mông trên không trung cũng lập tức biến mất, áp lực trên người những kẻ đang ở trên không giảm đi một mảng lớn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra, toàn lực tranh đoạt đoàn quang mang bằng năng lượng còn lại. Cùng lúc này, mấy đạo thân ảnh mang theo công kích cuồng bạo đột nhiên đánh tới, lập tức đánh về phía hướng tiền trùng. Muốn chết phải không? Hướng tiền trùng lạnh lùng quát một tiếng, trong đôi mắt có tình quang bắn ra, nguyên lực thuộc tính hỏa mênh mông lan tràn. Quyền ấn nhanh chóng mang theo vô số tàn ảnh va chạm với mấy đạo công kích chung quanh. Thành âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, không gian liên tiếp đổ tung, mấy đạo thân ảnh kia trực tiếp bị nện rơi xuống. Thân thể hướng tiền trùng hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào. Đám người chung quanh vốn đang định ra tay tranh đoạt, thấy vậy lập tức lùi về phía sau. Đoạt cái gì? Bằng vào thực lực của các ngươi có thể cướp đoạt được sao? Cầm lấy đi. Đạo thân ảnh gầy gò kia xuất hiện bên người tồn oánh oánh, tay cầm một khối ngọc giản không gian cùng với một khỏa huyền nguyên đan tiền phẩm cao dai, trực tiếp đưa cho tồn oánh oánh. Sư phụ, sư thúc, thân ảnh của Thái A lập tức đáp xuống bên người Lục Thiêu Du. Trong tay còn lại ba khối ngọc giản không gian và ba quả huyền nguyên đàn thiên phẩm cao dai. Người vừa rồi có thể dùng lực một mình áp tất cả những kẻ trẻ tuổi đỉnh phong trong các thế giới tự nhiên chính là Thái A. Thái A, con mắt của Phương Thải Y lập tức trung động, giật mình. Trung quanh có vô số ánh mắt nóng bỏng, nhìn vào ba khối ngọc giản không gian trong tay Thái A. Thế nhưng lại không có một ai dám tiến lên cướp đoạt phạm kiêm nhân bị dẫm trên mặt đất chính là chấn nhiếp tốt nhất oánh oánh ta cướp được một khối ngọc giản cho muội này. hướng tiên trung trở lại bên người tôn oánh oánh thế nhưng hắn cũng không cao hứng được bao nhiêu bởi vì hắn chỉ cướp được một khối ngọc giản mà thôi tiên trung ca muội đã có rồi huỳnh giữ lại đi tôn oánh oánh dương ngọc giản không gian trong tay của mình ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thái a đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thái a ra tay mà chỉ cần nhìn vừa rồi, nàng đã biết tuyệt đối Thái A chưa dùng toàn lực. Thực lực như vậy tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn cả nàng. Người này cũng rất mạnh. Hướng tiền trùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thái A. Vừa rồi khi tức linh hồn mênh mông kia, ngay cả hắn cũng không dám tiến lên nửa bước. Mà Thái A có thể dễ dàng cướp lấy bốn cối ngọc giản như vậy. Lục Tiêu Du và Kim Viên nhận ngọc giản không gian trong tay. Bây giờ kéo phất tay một cái, lưu quang màu tím trong tay lóe lên, lập tức thu phạm kiếm nhân dưới chân vào trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Tiêu Du nhìn Phương Thải Y rồi nói, Người nói đúng, thực lực mới là tất cả. Hôm nay ta sẽ dùng phương thức của ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Nói xong, Lục Tiêu Du bóp nát ngọc giản, một cỗ năng lượng áo nghĩa không gian từ bên trong tràn ra. Không gian chung quanh nổi lên chấn động kịch liệt, một cỗ quang mang trói mắt lập tức bao phủ Lục Tiêu Du. Sau đó, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy thái a à, kim viên tôn oanh oánh hướng tiền trùng thấy thế lập tức bóp nát ngọc giản trong tay thân ảnh bốn người biến mất trong quảng trường mọi người chung quanh khẽ than tham gia vạn thế đối quyết vòng tiếp theo trong trung thiền thế giới đã không còn quan hệ với bọn họ nữa rồi thành ẩm đình tài nhức óc quanh quẩn trên quảng trường trong thành thiền thủy vô số tiếng ồn ào tiếng nghị luận hội tụ tạo thành tiếng gầm cuồn cuộn vô cùng náo nhiệt trong tiếng xôn xao không gian mênh mông đột nhiên xuất hiện chấn động giữa không trung đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện có người đi ra người thứ nhất là ai trong sát nà này cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung cơ hồ tất cả đám người trên đài cũng dùng ánh mắt khẩn trương nhìn lên trên không trung ánh mắt tràn ngập khẩn trương mà ngay cả phạm sam cùng với hướng vấn thiên cũng không ngoại lệ ngay trong ánh mắt của mấy ngàn vạn người trong phòng xoáy không gian giữa không trung có một đạo thân ảnh mặc áo bảo xanh xuất hiện trên không trung cùng lúc ngàn vạn ánh mắt đều nhìn vào người này đều nhìn vào trên thân người mặc áo bảo xanh này người mặc áo bảo xanh này có khuôn mặt kiên nghị quanh miệng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt trong nụ cười vui vẻ này lại có hàn ý vô cùng lạnh lẽo nhìn qua đạo thân ảnh này sát na này ánh mắt của tôn cao mộc nhảy lên phạm sam đang giao mắt nhìn bỗng nhiên âm trầm sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức có bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện, tôn cao mộc khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt mỉm cười, hướng vân thiên cũng mỉm cười theo. Trên đài sợ rằng ngoài hướng vân thiên và tôn cao mộc ra, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng, mà khuôn mặt của Phạm Sàm đã trở nên khó coi tới cực điểm. Trong năm người này, hắn không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân. Năm người vừa mới xuất hiện, mau nhìn xem là năm người nào chúng ta có thắng được không có hướng tiền trùng chúng ta thắng rồi phạm kiếm nhân đâu rồi tại sao lại không thấy hắn còn mẹ nó chứ tiểu vương bát đàn này khiến cho ta thua to rồi nói nhỏ nhỏ thôi có chừng thiên thủy môn lột ra người bây giờ đứa nhân kia là tôn oánh oánh đúng không dường như ta thắng to rồi còn ba người kia là ai dường như ta không có biết rốt cuộc có thân phận gì năm người xuất hiện ở giữa không trung tất cả mọi người chung quanh xôi trao. Thân ảnh năm người cũng lập tức được vô số người hoan hô. Năm người lúc này chính là năm người thắng trong vòng thi đấu lần này. Đến lúc đó còn đại biểu cho cả vùng mình tiểu thiền thế giới tham dự vạn thế đối quyết trong vụ sắc thế giới, tranh đoạt với tất cả các tiểu thiền thế giới khác. Năm người thắng này đại biểu cho tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của vùng mình tiểu thiền thế giới. Về sau tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ trở thành đối tượng mặt tất cả các thế lực lớn tranh đoạt. Cả không gian rùn rẩy, lập tức trên không trung hiện lên một vòng xoáy không gian cực lớn. Vô số thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian này nhảy ra, chính là đám người từ trong hoàng phù mật địa đi ra. Từng đạo thân ảnh bị đẩy ra, vẻ mặt mang theo vẻ thất vọng, cũng không có bao lâu, vòng xoáy không gian dần dần biến mất. Phạm Tam nhìn vòng xoáy không gian biến mất, ánh mắt càng thêm gừng trọng. Khi vòng xoáy không gian biến mất, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân. Sắc mặt của Phạm Sàm lúc này triệt để khó coi. Trưởng môn, thiêu môn chủ bị bắt rồi, hai vị sư huynh bị giết là lục tiêu du kia. Trong đám người trên không trung, một đạo thân ảnh mang theo thương thế vô cùng chật vật, hoảng sợ, phóng về phía đài cao, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thành niên này vừa mới lướt đi, còn chưa dứt lời, thì đột nhiên có một đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, nhanh chóng xuyên qua gáy của hắn tên bị tầm thân thể hắn cũng trực tiếp từ trên không trung rớt xuống mặt đất. Thân thể của Phạm Sàm trên đài cũng run lên, thân ảnh nhanh như tiềm điện xuất hiện trên không trung. Trường bà vung lên, một tay nắm lấy thanh niên này. Chỉ đã lúc này, người thanh niên này đã trở thành một khối thi thể. Trong thoáng chốc, sắc mặt của Phạm Sàm đột nhiên biến đổi. Ánh mắt ẩm lãnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du vừa mới ra tay lạnh lẽo nói. Lục Thiêu Du, người dám giết người thiên thủy môn ta, người muốn chết sao? Biến hóa trong giây lát này khiến cho đám người chung quanh kinh ngạc. Dựa theo lệ cũ, lúc này nó không chừng hai đại liên minh còn để cho năm người này luận bàn với nhau một chút. Cuối cùng, người phụ trách cao nhất của hai đại liên minh trong vùng mình thế giới này sẽ khen thưởng năm người này một phen. Cuối cùng, động viên một chút. Thế nhưng hôm nay, đạo thân ảnh màu xanh dẫn đầu bước ra kia lại trực tiếp ra tay đánh chết người của thiên thủy môn. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Người dẫn đầu của các tiểu thế giới khác trên đài cũng nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Phạm Sám dứt lời, tay mang theo thi thể hung hăng ném ra sau lưng. Trên khán đài, mấy đạo thân ảnh đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức bắn ra. Một đạo giả đã tiếp lấy thi thể người thanh niên kia, vẻ mặt bi thương đau lòng. Thanh niên này chính là cháu trai của hắn. Động tĩnh như vậy khiến cho trên quảng trường lập tức xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh tất cả đều mặc khôi giáp là đệ tử của thiên thủy môn tay cầm binh khí lăm lăm đứng đó bảy trận khí tức sắc bén Thay thế kim viên hử lạnh một tiếng cùng với tái a tiến lên đứng sau đường lục thiêu du xảy ra chuyện gì rồi trên đài sắc mặt hướng vấn thiên đại biến ánh mắt nhìn về phía tôn cao mộc bên người mấy người này hắn nhớ rõ chính là người do tôn cao mộc mang từ vạn cổ thế giới ra hướng huynh nghe ta nói đây là việc tư của bọn họ chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn tôn cao mộc nói với hướng vấn tiền. giết cháu trai của ta ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn sau lưng phạm sàm lão già vẻ mặt bì thống kia đã đưa thi thể thành điền kia cho một đệ tử trong miệng đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng một cỗ nguyên được thuộc tính phong đột nhiên tuôn ra cả không trung run lên thân ảnh nhanh như thiểm điện xông về phía lục tiêu du uy thế cường hãn mang theo kinh phong khủng bố đột nhiên khuếch tán. Trong giây lát, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của lão giả này đều khiến cho quyền lực thuộc tính phong hội tụ bao phủ không gian. Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức bao phủ chung quanh lục tiêu du. Một đạo quang trụ mạnh mẽ bắn về phía trước. Mục tiêu trực tiếp chính là lục tiêu du. Kình phòng khủng bố lan tràn. A bảo xanh trên người lục tiêu du bay phấp phới. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác nào. Đi chết đi. Cùng một thời gian ấy, thân thể vạm vỡ của kim viên đạp mạnh hư không đạp nát một phiến không gian rồi phất tay một cái quyền đựng trong người tuôn ra nhanh chóng bao phủ không gian trước người khiến cho không gian cứng lại một đạo quyền ấn bằng quang mang được ngực tụ đánh nát một phiến không gian hùng hằng bắn về phía đạo quang trụ của lão giả kia và chạm cấp bậc như vậy không gian trực tiếp bị đánh lõm xuống thành một cái động sâu cả phiến không gian trực tiếp bị nghiền nát đạo quang trụ bằng quang mang dễ dàng bị nghiền nát, kinh khí khủng bố tạo thành hình vòng cung khuếch tán ra phía chân trời. Một quyền của kim viên trong chốc lát đánh vào lồng ngực của lão giả này. Thân thể lão giả này bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ sức chống cự nào. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất, được bên lão giả đang biến sắc ở phía sau nâng lên. Nhìn bộ dáng của lão giả kia, một chiêu đã bị phế, không còn được tái chiến. Ánh mắt nhìn về phía kim viên đang gặp vẻ sợ hãi. Mạnh thật! Kim viên ra tay khiến cho đám người chung quanh chính thức rùng động. Người vừa mới ra tay chính là trưởng lão của thiền thủy môn, tu vi thông thiền cảnh. Vậy mà trong một chiêu đã bị trả đạp. Tu vi thông thiền cảnh trung sai ở trước mặt ta là cái rắm gì? Kim viên lạnh lùng quát, thân thể vạm vỡ dưới vô số ánh mắt, đạp không và đứng. Bằng vào tu vi thông thiên cảnh cao sai đỉnh phòng của hắn, đồng thời trên người còn có linh khí áo nghĩa cho nên cho dù hiện tại kim viên có đối mặt với người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng không sợ hãi huống chi chỉ là một thông thiên cảnh trung giai tự nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt thông thiên cảnh cao giai à mắt nhìn kim viên sắc mặt của phạm sam ngày càng âm trầm khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra tay áo run lên một cỗ khí tức lạnh lẽo tuôn ra thân thể lập tức lao thẳng về phía kim viên phạm sam lão cẩu không phải người đang tìm con của ngươi sao? Khi thân thể của Phạm Sàm vừa mới có động tác, trong nháy mắt ấy, lưu quang bầu tím trong tay lục thiêu du chợt lóe, thân thể tràn ngập vết thương của Phạm Kiếm Nhân đã ở trong tay lục thiêu du. Phạm Sàm nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thân thể đang lao về phía trước, đột ngột dừng lại giữa không trung, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân, cứu mạng con! Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy Phạm Sàm trên không trung, giống như nhìn tích cọng rơm cứu mạng, miệng lớn tiếng kêu cứu, toàn thân tràn ngập vết máu đoan đổ, máu tươi đầm đìa, tay của lục tiêu du tạo thành trào đặt lên trên đỉnh đầu của Phạm Kiếm Nhân, quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Phạm Kiếm Nhân lập tức kêu lên thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng hét lớn, phụ thân, cứu con, con chịu không đổi, cứu con đi. Lục tiêu du này muốn làm gì, không ngờ lại bắt thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của thiên thủy môn chẳng lẽ hắn muốn chống lại thiên thủy môn hay sao đám người đứng xem chung quanh yên lặng trong vùng mình thế giới này không ngờ lại có người dám khiêu khích thiên thủy môn như vậy chuyện này khiến cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lên trên không trung mà yên lặng há hốc mồm lục thiêu du ta cho người thời gian ba tức thả con của ta ra nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn nghe tiếng kêu thảm thiết của phạm kiếm nhân sắc mặt của phạm sàm tái nhợt lòng đau như cắt ánh mắt nhìn qua lục thiêu du đã tràn ngập sát ý tới tận cùng. Phạm Sam lão cẩu người đang uy hiếp ta sao? Bình sinh ta ghét nhất là bị ủy hiếp. Lục thiêu du lạnh nhạt cười, một tay nắm đầu Phạm Kiếm Nhân, tay trái đột nhiên run lên, nắm lấy cánh tay trái của Phạm Kiếm Nhân. Một cánh tay của Phạm Kiếm Nhân bị vặn gãy, máu tươi bắn ra chung quanh, trong miệng hắn gần nữa vang đền tiếng kêu thảm thiết. Người này thật độc ác, hắn muốn làm cho Phạm Sam đổi giận sao? cơ hồ tất cả mọi người đều run rẩy không ít người hít sâu một cụm khí lạnh trong đám người giữa không trung phương thải y ngơ ngác đứng trên không trung yên lặng vẻ mặt mờ mịt lúc này nhìn thấy vậy thân thể mềm mại của nàng cũng run rẩy phạm sàm trên không trung nhìn thấy vậy toàn thân giống như sắp nổ tung ánh mắt đỏ thấm gần xanh lộ ra nghiến răng nghiến lợi giết lên mấy chữ lục thiếu du sao nào tôi còn định ủy hiếp ta sao người có muốn ta thử lại lần nữa hay không? Để xem di tử của người có mấy cánh tay? Hoặc là thử xem ta có dám giết tiện nhân, a à nhâm, phạm kiếm nhân này hay không chứ? Lục Thiêu Du lạnh lùng cười trảo phúng. Lục Thiêu Du, rốt cuộc người muốn gì? Phạm Sam ném chuột sợ vỡ bình. Hắn chỉ có một di tử là phạm kiếm nhân. Lúc này tất cả tài nguyên của thiên thủy môn cơ hồ đều ném vào trên người di tử hắn. Cho nên nó nhất định không thể gặp chuyện không may ánh mắt của Phạm Sàm đỏ trực, khí tức quanh thân lạnh lẽo giống như đang ở trong hầm băng vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì sợ rằng Lục Thiêu Du có bất diệt huyền thể cũng đã bị giết mấy chục lần. Lục Thiêu Du đạp không và đứng, trường bào màu xanh tung bay, khuôn mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập hàn ý. Hắn ta nói, rất đơn giản, nói rằng nguyên nhân tại sao người phải giết ta. Nói cho tất cả mọi người biết một chút. Cơ mặt của Phạm Sàm co rúm lại, lại nói, Lục Thiếu Du, người dâm ô nữ đệ tử của Thải Hồng Cốc, ta muốn giết ngươi là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức cười ha hả, tiếng cười giống như tiếng sấm cuồn cuộn, quanh quẩn trong không gian, xèn lẫn hàn ý lạnh thấu xương. Trong không gian bỗng nhiên, như có một cỗ hàn ý ngập trời xuất hiện, tràn ngập ra, khiến cho người ta không nhịn được mà run rẩy. Lục Thiêu Dung ngừng cười, lập tức nhấc Phạm Kiếm Nhân lên trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, nếu không muốn chết thì mau nói ra vì sao phạm sam lão cầu lại phải đuổi giết ta như vậy nếu không ta cho người muốn sống không được muốn chết không xong vừa dứt lời lục thiêu du lần nữa nắm tay cánh tay phải của phạm kim nhân răng rắc một tiếng xương cốt bị nghiền nát bị lục thiêu du mạnh mẽ kéo đứt tiếng kêu thảm thiết lại vang lên phạm kim nhân hét lớn ta nói ta nói là phụ thân ta muốn để cho ta tiến vào trong trung thiên thế giới tu luyện cho nên muốn người chết cho nên cố ý cùng phương trí thành sắp xếp tạo thành hiện trường người cưỡng gian rồi giết chết nữ đệ tử sau đó quang minh chính đại giết chết ngươi vàn người vàn người ta cho ta một mạng ta không dám nữa thả ta đi tiếng kêu gào thảm thiết của phạm kiếm nhân quanh quẩn giữa không trung đám người đứng xem bên ngoài nhìn nhau lập tức xôn xao sắc mặt của đám người cầm đầu của các tiểu thế giới trên đài cũng biến hóa không ít hàn ý trong mắt của lục thiêu du ngày càng nồng đậm hắn vừa mới thi triển sâu linh thuật từ trong trí nhớ của phạm kiếm nhân mà biết được tất cả những chuyện này hướng vấn thiên và tôn cao mộc nhìn nhau ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn lên trên không trung không ngờ thiên thủy môn lại làm ra chuyện như vậy khó trách phạm kiếm nhân có thể đi vào trong trung tiền thế giới tu luyện nghe nói là một mật địa không tệ của vạn thiên liên minh thì ra là cầm thủ tạ lệnh của lục thiêu du đám người đứng xem bên ngoài xôn xao Phạm Sam cơ hồ tức tới phun máu. Hắn thật không ngờ, đứa con của mình lại yếu đuối như vậy. Những đời này còn có thể nói ra miệng. Thì ra là như thế, ta nên tin tưởng hắn. Tại sao phải hoài nghi hắn cơ chứ? Hắn căn bản không phải là loại người như vậy. Trong đám người ấy, con mắt của Phương Thải Y trùng động, hàm răng kẹt cắn bờ môi đỏ mọng, một ít máu tươi tràn ra. Phạm Sam lão cầu, người còn có gì để nói hay không? Vì thủ tạ lệnh, mà ngươi không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Thiêu Du nói thẳng với Phạm Sàm. Khoe mắt của Phạm Sàm co rúm lại. Việc này đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu như thừa nhận, cả thiên thủy môn cũng xong đời. Hắn lạnh nhạt nói. Lục Thiêu Du, người trong tay của ngươi bị uy hiếp. Người muốn nói cái gì chẳng được. Còn muốn nói dối sao? Lục Thiêu Du cười lạnh. Trong lòng bàn tay, lưu quang mang tím lóe lên. Thế nhưng một lần nữa, một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tay hắn. Phụ thân! Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Phương Thải Y đang mở mịt, phía xa đột nhiên run lên. Thân ảnh xẹt qua không gian tới trước người lục thiêu du. Nhìn Phương Trí Thành, ánh mắt nàng run rẩy nói. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thải Y! Phương Trí Thành nhìn chung quanh, đội hình trên công trung khiến cho hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy Phương Thải Y trước mắt, ánh mắt đang ảm đạm cũng theo đó mà run lên. Phụ thân, người nói cho con biết có đúng là người đã gạt con về chuyện của thiếu du hay không? tất cả là do người sắp xếp, là người muốn đối phó với thiếu du, đúng không? Hai mắt của phương thải y run rẩy, nàng há có thể suy đoán không ra? lục trương nàng luôn mơ mơ màng màng bị người ta lừa gạt. phương chí Thành nhìn phương thải y vẻ mặt ảm đạm, lập tức nói với lục thiếu du: lục thiếu du, việc này không có liên quan tới thải y, người muốn giết thì cứ giết ta đi. lục thiếu du không nói gì. Ánh mắt đảo qua người Phương Trí Thành, lần nữa nhìn về phía Phạm Sàm nói. Phạm Sàm lão cậu, lần này ngươi còn gì để nói không? Ngươi cũng đừng với lão tất phù Phương Trí Thành này, âm thầm ám hại ta. Đáng tiếc tả phúc lớn mạng lớn, cho nên ngày hôm nay, nhất định các ngươi phải trả giá thật nhiều. Nhìn Phương Trí Thành đang ảm đạm, ánh mắt Phạm Sàm trầm xuống, nhìn qua Lục Thiếu Du lại nhạt nói. Tiểu tử, chị bằng vòng ngươi à? Ngươi đủ tư cách sao? Phụ thân, cứu con, con không muốn chết đâu. Lục Thiêu Du, người, người thả ta ra. Phạm Kiếm Nhân không ngừng kêu lên thảm thiết. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua phương Thải Y rồi nói. Thải Y, loại phế vật này chẳng lẽ là lựa chọn của chính ngươi sao? Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du phất tay một cái. Phạm Kiếm Nhân trong tay bị hất lên, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn về phía Phạm Sàm. Kiếm Nhân! Phạm Sàm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, một cỗ quang mang màu lam tuôn ra, quang mang lập tức bao phủ Phạm Kiếm Nhân. Ngay khi quang mang màu lam vừa mới chạm vào Phạm Kiếm Nhân, thân thể Phạm Kiếm Nhân đột nhiên bành trướng, một cỗ năng lượng nóng bỏng mênh mông từ trong cơ thể hắn trào ra, giống như là núi lửa bị áp chế, thân thể trực tiếp nổ tung trên không trung. Một đạo thanh âm cực lớn vang vọng trên không trung, thân thể của Phạm Kiếm Nhân lập tức trực tiếp nổ tung giữa không trung năng lượng cuồng bạo nóng bỏng vô cùng quét tán trên bầu trời, khiến cho không gian chấn động, rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng nóng bỏng giống như khói tán loạn, trực tiếp bao phủ không gian. Nhìn thân thể phạm kiếm nhân đổ tung, vô số người đứng xem chung quanh liếu lưỡi, há hốc mồm. Tất cả mọi người không khó nghĩ tới một việc, lần này phạm sàm sẽ nổi điên. Lục thiếu du, thiền thủy bồn ta không chết không thôi với ngươi. Ngày hôm nay, không nghiền nát ngươi thành tro phạm sàm ta thề, không làm người. Trong không gian hỗn loạn, tiếng quát thề lường của Phạm Sam quanh quẩn trên không trung quảng trường to lớn. Khi tất cả dẹp loạn một chút, thân thể Phạm Sam xuất hiện trên không trung. Ánh mắt âm trầm tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía lục tiêu du, toát ra máu, tràn gặp vẻ oán hận. Thanh âm này khiến cho đám người đứng xem chung quanh, đằng xuồn xao lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ hội tất cả mọi người nhìn lên không trung, trơ mắt nhìn Phạm Kiếm Nhân bị thần hồn cầu diệt. Phạm Sam không phát điên mới lạ. Nhìn Phạm Sam oán hận giống như phát điên trên không trung. Lục Thiêu Du không có một chút động lòng nào, thậm chí còn châm chọc nói. Hừ, Phạm Sam lão cậu, ngày hôm nay người nhận định sẽ không còn nguyên vẹn. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhận định người sẽ phải trả giá thật nhiều. 20 năm trước, ta đã thể rằng có một ngày ta phải diệt thải Hồng Cốc và thiên thủy môn các người. Thành âm của Lục Thiêu Du mặc dù nhỏ thế nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trên quảng trường. Thanh âm trầm thấp vang lên. Quên nói cho người biết, Đỗ Lộc đã chết ở trong phạm cổ thế giới. Thải Hồng Cốc cũng bị san thành bình địa rồi. Người, người giết Đỗ Lộc sao? Ánh mắt của Phạm Sàm âm trầm tích cực điểm nhìn qua Lục Tiêu Du. Người tiếp theo chính là ngươi. Lục Tiêu Du gật đầu cười cười, quay miệng âm lãnh, nụ cười khiến cho người ta nhìn qua, lập tức cảm thấy phát lạnh nghe vậy toàn thân phạm sàm run rẩy khuôn mặt tím ngắt gần xanh đổi lên trong hai con mắt lửa giận giống như núi lửa phun trào tùy thời sẽ bộc phát bộ mặt vì tức giận mà dữ tợn phạm sàm giận qua hóa cười tiếng cười to vang vọng trong miệng không thôi cho dù là ai cũng có thể nghe thấy sự giận dữ ngập trời đủ để biết được lúc này phạm sàm đã phẫn nộ tới mức tận cùng giận dữ tới mức không còn cách nào áp chế được giết con của ta giết người thiên thủy bôn ta lục thiêu du nếu như lần này người chạy thoát phạm sam tắt thề không làm người tiếng cười vừa dứt khuôn mặt phạm sam vặn vẹo dữ tợn cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn đôi mắt mang theo sự oán hận nhìn qua lục thiêu du lại nhìn lên công trung ngẩng đầu thét lớn đệ tử thiền thủy bồn nghe lệnh mấy người đi theo lục thiêu du này không buông tham một ai phạm sam vừa dứt lời phía dưới trong thành thiền thủy đột nhiên có vô số thân ảnh bắn ra trên phía chân trời quảng trường năng lượng tiên địa chấn động kịch liệt. Phía dưới cũng không biết từ nơi nào, thoáng cái có từng đạo thân ảnh bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, lơ lửng trên không trung, ước chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Mấy vạn người đem trọn quảng trường thành thiền thủy vây kín, đồng nghịt một mảnh, khí tức phổ thiền cái địa lan tràn. Mười đạo thân ảnh dẫn đầu đứng lơ lửng sau lưng phạm sạm, từng cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Trong đám người này có ít nhất mười lăm thông tiên cảnh, ngộ trần cảnh có không dưới 40 người thành thế khủng bố như vậy khiến cho mấy ngàn vạn người đứng xem phía dưới trần trở nên run rẩy thế lực như vậy tuyệt đối là thế lực mạnh nhất ở trong cả vô minh tiểu thiền thế giới ở trong vô minh tiểu thiền thế giới này không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh được lục thiêu du này không xong rồi đây chính là thành thiên thủy còn dám trêu phạm sảm phát điên đây không phải là tự mình tìm chết sao đám người phía dưới tâm thần run rẩy cũng nhao nhao lùi về phía sau sợ rằng đến lúc đó sẽ bị tai bày vạ gió một khi cường giả giao thủ thực lực khổng đủ sẽ bị liền lụy hậu quả không cần phải nói cũng biết lục thiêu du đây là vô minh thế giới là thành thiên thủy là địa bàn của thiên thủy bôn ta ngày hôm nay người có chạy đăng trời có thể khiến cho thiên thủy bôn ta dùng đội hình như vậy cho dù chết cũng tiện nghi cho người. nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung phạm giảm âm lãnh quát hai người kim viên, thái A, nhìn đội hình của thiên thủy môn, chỉ là cũng không quá để ý, thậm chí trong mắt còn không có một chút chấn động nào. Lục thiêu dù vẫn lạnh nhạt, nhìn mấy vạn đệ tử thiên thủy môn trùng quanh khẽ nói, so về nhiều người sao, có lẽ bọn họ cũng nên tới rồi chứ. Bên ngoài thành thiên thủy, phía xa lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm đục cực lớn. Thanh âm này từ phía xa truyền đến vẫn khiến cho người ta cảm thấy đỉnh tài nhức óc cả không trung và mặt đất run rẩy không ngừng. Thành âm trầm đục này giống như sấm sét liên tiếp vang lên, cả không gian run rẩy, mặt đất lay động giống như địa chấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh đột nhiên xảy ra, khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt mở bịt, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Động tĩnh bực này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. "Trưởng môn, trưởng môn, không xong rồi." Trên không trung có không ít thân ảnh mang theo sự hoảng sợ chật vật chạy tới. Mấy người có tốc độ nhanh hơn một chút đều là người có tu vi ngộ trần cảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cả đám kinh hãi, ánh mắt rùng động lớn tiếng nói. Trưởng môn, trưởng môn, không xong rồi, đại quần của thị hoàng thế giới tiếp cận rồi. Người thị hoàng thế giới tới ư, thành thiên thủy, không có cách nào chống đỡ được, đệ tử chúng ta đã bị tổn tất hàm trọng. Thị hoàng thế giới muốn tiêu diệt vùng mình thế giới những đời đi qua không ai có thể ngăn cản, chạy mau. Giữa không trung xa xa, càng ngày càng có nhiều thân ảnh chật vật phóng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ở phía xa xuất hiện vô số điểm đen. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn, hận không thể chạy trốn nhanh hơn một ít. Đám người đang trốn này, sợ rằng cũng có 10 vạn người. Thành thiên thủy chính là đại bản doanh của thiên thủy môn, cũng là trung tâm của cả vùng mình tiểu thiên thế giới. Đệ tử của thiên thủy môn trùng quanh thành thiên thủy quả thực cũng có trăm vạn. Đại quần thị hoàng thế giới tới sao? Không xong, chẳng đại tỷ hoàng thế giới muốn tiêu diệt vô mình thế giới hay sao? Người thị hoàng thế giới này không có ai dễ trêu cả. Cả thành thiên thủy run rẩy, vô số thân ảnh phát run. Trên quảng trường, mấy ngàn vạn người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, bắt đầu kinh hãi. Đại quần thị hoàng thế giới tới gần, không ổn rồi. Trên quảng trường, người cầm đầu của các tiểu thế giới đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn lên trên không trung không xong rồi nghe nói vạn tù chi tôn huyết thiền đế trong thị hoàng thế giới phục sinh còn dung thế niết bàn thành công chẳng lẽ huyết thiền đế muốn tiêu diệt vô mình thế giới sao trên quảng trường hướng vấn thiên nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến thị hoàng thế giới này trước đây hắn cũng nghe đồn không ít huyết thiền đế muốn tiêu diệt vô mình thế giới quả thực cũng có khả năng cũng tuyệt đối có được thực lực này hướng huỳnh an tâm một chút, chớ có vội. ẩn oán cá nhân, ẩn oán cá nhân mà thôi, không liên quan tới chúng ta. tôn ca mộc nhìn hướng phấn thiên nhún vai rồi nói. trên không trung, cơ hội tất cả đệ tử thiên thủy môn nhìn thấy đồng môn chật vật chạy trốn, cả đám nhìn nhau, đội ngũ bắt đầu có chút rối loạn. hơn bảy người có tu vi thông thiền cảnh, cùng với hơn bốn mươi người có tu vi ngộ chân cảnh đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía phạm sảm thị hoàng thế giới sắc mặt của Phạm Sam đột nhiên cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại còn đại quân tiếp cận vô mình thế giới, lại là người trong thị hoàng thế giới. Thành ngầm trầm thấp phía xa, càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng đình tài nhức óc. Trên không trung, vô số thân ảnh đông nghịt, chật vật chạy trốn, vẻ mặt sợ hãi, giống như là gặp quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục vạn thân ảnh phía xa xa lập tức chạy tới trên quảng trường. Bên người đông nghịt hội tụ, có không ít người trên người còn có máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hồng hộc. Đám người chật vật chạy trốn kia, ước chừng không kém bảy mươi vạn, cả đám giống như một đám mây che khuất bầu trời trên không trung, khiến cho ánh sáng cũng khó có thể chiêu rọi xuống dưới. Trên khán đài. Người của các tiểu thế giới cùng với không ít người vây xem chung quanh, rốt cuộc không có cách nào yên tĩnh được nữa. Vô số thân ảnh lướt lên trên không trung, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn về phía xa. Tất cả mọi người đều muốn biết đại quân của tị hoàng thế giới rốt cuộc khủng bố tới mức nào mà không ngờ lại khiến cho gần trăm vạn đệ tử của thiên thủy môn chật vật chạy trối chết như vậy, còn không có một chút lực chống lại nào. Trên phía chân trời xa xa, lập tức xuất hiện vô số điểm đen. Những điểm đen này từ phía xa vút tới. Thể tích của điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần có chút khổng lồ, giống như từng đầu hùng thú khổng lồ xẹt qua không gian. Những đời nó đi qua, không gian run rẩy không ngớt, thanh ngầm trầm thấp vang vọng quanh quẩn trong thiên địa. Cái đó, cái đó. Vô số người nhìn lên trên không trung, nhìn qua vô số điểm đen rậm rạp chằng chịt phía trước, từng thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt mọi người đột nhiên đại biến, đầu quái vật khổng lồ kia không ngờ lại là chiến hạm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.